Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài sáng tác thơ, kịch bản sân khấu, nhà thơ kịch tác gia Lưu Quang Vũ còn là tác giả của gần 30 truyện ngắn nghiêng về cấu trúc tự sự trữ tình. Các truyện ngắn của ông thường đề cập những vấn đề của đời sống thường nhật, cốt truyện không gay cấn, ít có những xung đột căng thẳng, mà thiên về nắm bắt những khoảnh khắc đáng nhớ của đời người, thậm chí những tình huống nhỏ nhặt xoàng xĩnh. Từ đó, nhân vật nhận thức lại chính mình và người đọc tìm ra được những điều có ý nghĩa cần quý trọng, nâng niu. Bây giờ qua phần thể hiện của Hồng Huệ, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Anh Mậu của nhà văn Lưu Quang Vũ. Một người ngoài 40 tuổi, thân hình cao gầy, nét mặt cương quyết, là một nhà nghiên cứu xã hội học. Tôi không hiểu rõ lắm trình độ nghề nghiệp của anh, chỉ biết từng thấy tên anh trên bìa 1-2 cuốn sách do anh cùng mấy tác giả khác biên soạn. Có lần, anh đã đến câu lạc bộ cơ quan tôi nói chuyện, nhờ vậy tôi được làm quen với anh và từ đó thường lại nhà anh chơi. Anh rất bận, hay ngồi ở thư viện, và những lúc ở nhà, anh cũng luôn ngồi trên bàn. Trước mặt là hàng đống sách dày cộp, những cuốn sách đóng bìa cứng hoặc những tài liệu in Romeo bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt. Tôi thường mượn anh một tờ họa báo hoặc một cuốn sách mà tôi có thể hiểu được. Bưng một cái ghế, đặt ra sát cửa sổ, xa bàn làm việc của anh và ngồi được. Cố giữ thật yên lặng để khỏi làm phiền anh. Tính anh rất nghiêm khắc. Anh Mậu ở một mình, vợ và các con anh sống ở quê, mãi tận trong khu tư. Rất ít khi thấy anh về thăm vợ con. Anh bảo, mình bận quá, vả lại về cũng chẳng biết nói chuyện gì với vợ. Cậu thấy đấy, mình làm công tác nghiên cứu, còn vợ mình thì làm ruộng, suốt đời không bước chân ra khỏi xã. Cô ấy rất tốt, nhưng ngoài chuyện con cái, lúa má, gà lợn ra thì chẳng biết gì khác. Nghe cô ta nói mình chán ngấy, mà mình nói thì cô ta mù tịt. Mình có về hay không thì cũng thế. Tôi hỏi anh, thế tại sao anh lại lấy một người khác xa mình như vậy làm vợ? Anh giải thích, hồi ấy mình còn trẻ, còn sốc nổi, còn đang đi học ở quê. Yêu rồi lấy vợ luôn, chẳng tính toán gì cả. Lấy nhau gần 20 năm, bây giờ nghĩ lại mới thấy ân hận. Tuy chê vợ, nhưng anh Mậu rất quý con, nhất là đứa con trai út. Anh kể, hai đứa con gái đầu, từ mặt mũi đến tính tình đều giống mẹ, chỉ biết tằn tiện và tham công tiếc việc. Còn thằng con trai thì đặc biệt giống mình, nó rất thông minh, lanh lợi, sớm có những biểu hiện của một người có ý chí. Mình tin nó sẽ học hành tấn tới. Thời gian ấy, anh Mậu nói anh đang chuẩn bị tài liệu cho một công trình nghiên cứu công phu, đòi hỏi người làm phải có sự hiểu biết uyên bác, sắc sảo. Sợ làm mất thời giờ của anh nên tôi ít dám lại chơi anh. Bẵng đi một thời gian dài, phải đến 3 tháng sau, tình cờ tôi gặp anh Mậu ở đường. Anh vẫy tôi lại. Sau vài câu thăm hỏi, anh báo cho tôi một cái tin đột ngột. Mình vừa ở quê lên, mình về giải quyết chuyện gia đình. Mình xin ly dị vợ và đã được chấp thuận. Giấy tờ xong xuôi cả rồi. Tuy đã biết tình cảm vợ chồng anh, tin này vẫn làm tôi ngạc nhiên. Thế chị vợ anh, chị ấy cũng ưng thuận sao? Tất nhiên, đàn bà nào họ ưng thuận ngay chuyện đó. 20 năm, cô ta đã quen sống dựa vào danh vị cán bộ và mọi sự giúp đỡ của mình rồi. Cô ta cũng đau khổ khóc lóc nỉ non ghê lắm. Nhưng mình phân tích cho cô ta hiểu tất cả sự khác biệt giữa mình và cô ta. Mình không thể tiếp tục kéo dài tình trạng vợ chồng chênh lệch về trình độ học vấn, sở thích, nghề nghiệp. Mình nói khá cứng rắn, rồi cô ta cũng đành phải ký vào đơn ly hôn. Tuy cứ bàng hoàng như chẳng hiểu gì cả, chỉ khóc suốt. Chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 39. Tôi nghĩ bụng, ở cái tuổi ấy, một người phụ nữ đã có 3 con, bị chồng bỏ, sẽ nương tựa vào đâu, sẽ làm sao còn mong gây dựng được cho mình một đời sống bình thường khác. Và dẫu sao, chẳng phải chị vợ anh Mậu là người đã bao năm tần tảo, nuôi nấng con cái, thu vén nhà cửa, lo chu cấp cho anh Mậu từ khi anh còn là sinh viên, rồi trở thành một cán bộ nghiên cứu. Chính anh Mậu đã có lần kể với tôi. Căn phòng anh ở hiện nay, cái xe anh đang đi cùng nhiều thứ đồ đạc trong nhà là do vợ anh dành dụm tiền gửi lên để chồng có đủ phương tiện làm việc. Nghĩ vậy, nhưng nể anh Mậu, tôi không dám nói ra, chỉ hỏi. Thế các cháu, anh định giải quyết ra sao? Mình chưa kể với cậu nhỉ. Mình giải quyết xong xuôi cả rồi, rất gọn gàng. 2 đứa con gái ở với mẹ, mình sẽ gửi tiền về. Nhưng cô ấy bảo cô ấy sẽ không nhận tiền của mình. Thôi, cũng được. Còn thằng con trai thì ở với mình. Ở với anh? Mình đã đưa nó ra đây, đã nhập được hộ khẩu và xin học cho nó. Năm nay nó lên 9, học lớp 3. Thằng bé rất thông minh. Chỉ ở với mình, nó mới có điều kiện phát triển được kiến thức, trí thông minh và nhiều đức tính cần thiết khác. Ở với mẹ nó, đi chăn vịt cắt cỏ nhiều, chỉ làm cho nó thui chột đi. Còn mình sẽ giáo dục thằng bé cẩn thận, có phương pháp. Nhưng thằng bé, nó có chịu xa mẹ, xa các chị nó không? Ôi dào, trẻ con bao giờ chẳng muốn ở gần mẹ. Cũng tại mẹ nó khóc lóc quá. Lúc mình gói ghém đồ đạc, dắt nó ra ga, 2 chị nó khóc như di. Làm thằng bé rất cứng rắn thế mà cũng phải sụt sùi. Sau mình phải quát, bắt nó đi ngay, không được biện dị nữa. Nó sợ mình, đành im thin thít. Nó là một đứa bé rất có nghị lực mà. Từ khi lên đây, nó răm rắp nghe lời mình, học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nó ít nói, không nghịch ngợm, nên cũng chẳng làm phiền gì đến sự làm việc của mình. Mậu rủ tôi về nhà, tôi cũng tò mò muốn biết mặt người con thừa kế tinh thần của anh. Gian nhà hơi tối, tôi nhìn không rõ, chỉ thấy một vệt trắng bé thu lu ở góc phòng. Thấy có người vào, cái vệt trắng ấy đứng vụt dậy. Thì ra con anh Mậu. Anh Mậu bật đèn bảo con. Chào chú đi. Thằng bé lễ phép khoanh 2 tay, mắt cụp xuống, nói nhanh như một cái máy. Con chào chú ạ. Tôi nhìn thẳng con anh Mậu. Nó lên 9 mà bé lắm, trông như chỉ mới lên 7 lên 6. Nhưng khuôn mặt lầm lì của nó có vẻ rất tinh khôn. Anh Mậu nói chắc không sai. Đây hẳn là một đứa bé thông minh. Anh Mậu khoát tay ra hiệu cho con ra chơi chỗ khác. Thằng bé vẫn khoanh 2 tay, lặng lẽ lùi nhanh ra sân. Anh Mậu gật gù nói. Đầu tiên, phải tập cho trẻ biết lễ phép, biết chào hỏi, thưa gửi, cảm ơn. Ngoài này ta ít để ý, chứ tôi thấy trẻ con trong Sài Gòn, chúng biết cách xã giao lễ phép hơn. Tôi cũng phải rèn thằng con tôi theo nề nếp ấy. Trông rõ ra một đứa trẻ được giáo dục. Thằng bé con anh Mậu lại khoanh tay đi vào, đến trước chỗ tôi ngồi, nó cúi đầu. Thưa chú, cho cháu lấy cái cặp ở sau lưng chú ạ. Tôi đứng dậy cầm cái cặp trên ghế đưa cho nó. Nó giơ 2 tay đỡ cái cặp, lại cúi đầu. Cảm ơn nhiều. Rồi nó quay sang bố nó. Thưa bố, con xin phép bố, con đi học ạ. Và quay sang tôi. Thưa chú, con xin phép chú, con đi học ạ. Anh Mậu nhìn theo con, gật gù có vẻ rất hài lòng. Cháu nó học buổi chiều à? Tôi hỏi. Không, cháu học sáng, nhưng chiều nào nó cũng đi học nhóm ở nhà bạn. Nó chăm lắm, mà tôi cũng nghiêm khắc với nó lắm. Thế từ hôm cháu lên đây, mẹ với chị nó có thư từ gì không? Có, tôi đều đọc kiểm tra trước. Hai con chị nó hay kể với em là ở nhà độ này túng bấn, mẹ nó rất vất vả, còn chúng nó thì phải nhận thêm việc dệt thảm đay cho hợp tác xã để đỡ đần mẹ. Chắc là mẹ chúng nó xui chúng nó viết thế để lung lạc thằng bé. Thỉnh thoảng thằng bé cũng viết thư về, tôi đọc cho nó viết. Nói chung, về mọi mặt tôi phải uốn rèn thằng bé theo cách của tôi. Muốn giáo dục trẻ, phải hiểu biết tâm lý chúng, phải nắm vững nguyên lý sư phạm khoa học. Tôi đã bỏ thời gian nghiên cứu rất kỹ những cuốn sách bàn về tâm sinh lý và phương pháp giáo dục trẻ. Anh đưa cho tôi mấy cuốn sách dày cộp. Sách rất hay, cậu nên cầm về mà đọc. Thấy tôi nhìn bề dày cuốn sách một cách ngại ngùng, anh Mậu có vẻ chê trách. Anh khuyên, cậu phải tập đọc những cuốn sách nghiêm túc như thế này. Dù chưa hiểu, cũng cứ phải tự buộc mình đọc. Như thằng con tôi bắt nó tối nào cũng phải đọc dăm trang sách khoa học rồi mới được đi ngủ. Tới đây, tôi sẽ bắt đầu dạy nó ngoại ngữ. Anh định dạy cháu tiếng gì? Tiếng Đức. Cậu biết không? Tiếng Pháp bay bướm là thứ tiếng của văn học. Tiếng Anh xúc tích, chính xác, hợp với ngôn ngữ ngoại giao và kinh tế. Nhưng tiếng Đức mới là thứ tiếng của trí tuệ, của các lý luận khoa học. Với phương pháp dạy của tôi và tính chăm chỉ của thằng bé, nó sẽ tiếp thu nhanh. Con anh Mậu quả là một đứa bé chăm chỉ. Tôi đến chơi anh Mậu thường ít gặp nó. Lần nào anh Mậu cũng tự hào khoe. Cháu nó đi học tổ học nhóm suốt. Tôi yên trí cuộc sống của anh Mậu với đứa bé, thế là đã ổn định rồi. Bỗng một hôm, anh Mậu đến cơ quan tôi tìm tôi. Chưa bao giờ anh đến tìm tôi ở cơ quan như vậy. Nét mặt anh có vẻ bối rối, lo lắng. Anh nói, có một việc làm mình rất lạ cậu ạ. Sáng nay cô giáo lớp thằng con mình đến gặp mình. Cô ấy kêu rằng thằng con mình học rất kém, hay bị điểm 2, điểm 1. Bài vở nhiều khi không làm, tính tình hay quên. Ngồi trong lớp tỏ ra mỏi mệt, cứ ngơ ngẩn mụ mẫm thế nào ấy. Cô trách tôi ở nhà không bố trí cho cháu có thời gian học. Tôi kinh ngạc nói với cô, vô lý, thằng bé nhà tôi rất chăm, chiều nào nó cũng tới nhà bạn học tổ học nhóm cơ mà. Cô giáo bảo, điều đó không thể xảy ra, vì lớp không hề tổ chức học nhóm. Và cháu nhà anh cũng chưa từng tới nhà một em nào trong lớp cả. Thấy tôi khăng khăng quả quyết, cô lo lắng khuyên tôi. Anh phải cẩn thận. Hiện nay có một số cháu bé thường bỏ nhà lêu lổng, bị những kẻ xấu xúi bẩy lợi dụng, sai khiến, làm những việc không tốt, thậm chí cả những việc phạm pháp. Nghe cô nói vậy, tôi lo lắng quá. Thế anh có hỏi thằng cháu về việc các buổi chiều đi đâu không? Chưa hỏi. Phương pháp giáo dục trẻ là phải tế nhị, không được để cho nó biết những gì mình đoán về nó. Tôi đã quyết định. Hôm nay, cậu sẽ cùng đi với tôi. Lát nữa, tới giờ thằng bé rời nhà đi học nhóm, chúng ta sẽ bí mật đi sau theo dõi nó, xem nó đi đâu, gặp ai, làm những gì. Nếu như có kẻ xấu nào lôi kéo, dụ dỗ nó, ta sẽ bắt quả tang. Tôi sẽ tố cáo những kẻ độc ác đó trước pháp luật. Tính tôi không từ chối được ai việc gì, nhất là với anh Mậu, một người tôi rất nể. Hơn nữa, cũng tò mò muốn biết hành tung bí mật của thằng bé con anh. Tôi thu xếp công việc đang làm dở ở cơ quan, rồi đi theo anh Mậu ngay. Chúng tôi đứng chờ ở đầu phố. Một lúc, thằng con anh Mậu xách cặp từ nhà cung cúc bước ra. Chúng tôi liền theo sát ngay nó. Những lúc thằng bé quay đầu lại đằng sau, anh Mậu lại vội đẩy tôi vào một góc tường hoặc kéo tôi nấp ngay vào gốc cây. Tôi thấy việc mình lén lút theo dõi một thằng bé lên 9 kể cũng kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị căng thẳng của anh Mậu và cũng thông cảm với nỗi lo âu của một người bố, tôi ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của anh. Thằng bé đi qua một dãy phố dài, rẽ sang một phố ngang, rồi đâm ra một phố cũ có những cây bàng già tùm tán lá. Tới trước một ngõ hẻm sâu hun hút và vắng vẻ, thằng bé dừng lại. Nó lấm lét quay nhìn phía sau. Anh Mậu vội kéo tôi ngồi thụp xuống sau một đống gạch. Một lát, anh từ từ nhô đầu lên. Nét mặt bỗng sầm lại, đôi mắt long lên, anh lắp bắp gọi tôi. Tôi cũng nhô đầu lên nhìn. À, có một gã lạ mặt đang đi đến với con anh Mậu. Hắn khoảng gần 50 tuổi, tay xách cái túi cói cũ rách, bước chân tập tễnh, mặt có sẹo. Hắn tươi cười nói gì với thằng bé cũng cười đáp lại. Trông thằng cha có vẻ bất lương lắm, anh Mậu thì thào. Anh nhận xét không sai. Chúng tôi thấy gã đàn ông rút từ cái túi ra một con dao sáng quắc đưa cho thằng bé, nói gì với nó. Thằng bé mừng rỡ cầm lấy, bỏ vào cặp. Gã đàn ông lại rút ra một con dao to hơn. Hắn bứt sợi dây cói ở túi, cứa thử vào lưỡi dao. Chắc là lưỡi dao rất sắc. Gã đàn ông gật gù có vẻ ưng ý. Hắn vỗ vỗ vào vai thằng bé, rồi cả hai đi vào ngõ. Chúng tôi rời khỏi đống gạch, bám theo ngay. Tới cuối ngõ, gã đàn ông và đứa con anh Mậu rẽ vào một ngôi nhà cổng gỗ có hàng rào sắt han dị. Những bụi bìm bìm leo lên chằng chịt trên hàng rào và tường nhà. Anh Mậu thì thầm. Đích thị, đây là xào huyệt của chúng nó. Chúng nó là ai ạ? Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn. Anh Mậu quắc mắt. Còn ai nữa? Bọn lưu manh, bọn trộm cướp. Chúng nó rủ dê dụ dỗ con tôi. Cậu không thấy nó đưa dao cho thằng bé à? Khốn khổ, thằng bé ngoan là thế, vậy mà... Giọng anh Mậu lạc đi, nghẹn lại. Tôi ghé mắt qua khe cửa, nhìn vào trong sân nhà. Một mảnh sân gạch cũ kỹ, nối với cái vườn hẹp, có mấy bụi ngâu, một khóm chuối lá tùm và những luống hoa đã héo tàn. Tịnh không thấy một bóng người. Những lời của anh Mậu cùng mảnh sân và bức tường nhà cũ loang lổ rêu xanh khiến tôi thấy rờn rợn. Tôi hình dung tới cảnh tượng dễ sợ về những hang ổ hắc ám, bí hiểm của bọn trộm cướp mà tôi từng được đọc hoặc nghe kể. Tôi run run hỏi anh Mậu. Bây giờ ta đợi ở đây à? Không. Cánh cửa gỗ cài bằng một cái then ngang. Ta chỉ việc thò tay qua khe là mở được. Ta cần phải vào trong đó, bắt quả tang lũ khốn kiếp ấy. Đừng, anh ạ, ta đi báo công an thì hơn. Không, ta phải vào. Mặt anh Mậu đanh lại, tiếng anh rin rít qua kẽ răng. Anh đã quyết, anh là một con người sắt đá. Tôi bỗng thấy vô cùng ân hận vì đã đi theo anh, đã dấn thân vào công việc nguy hiểm này. Thực tình, phải xấu hổ mà thú thực rằng, lòng dũng cảm là một đức tính còn lâu tôi mới với tới được. Tôi nhớ tới con dao sáng quắc trên tay gã đàn ông sẹo mặt. Ai biết trong kia còn có những tên nào khác? Chắc hẳn chúng đều có vũ khí. Ngõ hẻm này thì vắng tanh, biết cầu cứu ai. Anh Mậu là một con người rắn giỏi. Chứ tôi... Xưa nay, tôi vốn ngủ ngờ rút sát. Đã bao giờ tôi dấn mình vào chỗ hang hùm nọc rắn như thế này? Tôi có phải là thám tử như Dianov hoặc Bom Bốp đâu. Tôi muốn tìm cách tháo lui, nhưng không được nữa rồi. Anh Mậu đã mở được then cửa. Anh nắm cổ tay tôi, quát khẽ. Vào! Trong mặt anh, tôi biết rằng nếu tôi cưỡng lại, anh có thể đánh cả tôi không biết chừng. Hai chúng tôi dò dẫm đi trong mảnh sân vắng lạnh, nép mình vào những bụi ngâu. Ngực tôi đập thình thịch, miệng tôi khô đắng. Tiếng lá sột soạt cũng làm tôi giật mình. Bên phải sân là bậc thang thấp dẫn lên cửa ngôi nhà. Cửa cũng chỉ khép hờ, không đóng. Loáng thoáng có tiếng người xì xào và tiếng vật gì rơi lách cách trong nhà. Hình như có khá nhiều người trong đó. Chẳng lẽ anh Mậu vẫn khăng khăng liều lĩnh xông vào nhà ư? Tôi năn nỉ anh lần nữa. Chưa biết trong đó ra sao, ta chưa nên vào anh ạ. Lần này thì anh Mậu có vẻ suy nghĩ. Anh gật đầu. Đúng, ta phải nắm vững tình hình bọn chúng ở trong để giữ thế chủ động. Cậu đứng ở đây, để tôi đi vòng sang phía trái nhà, xem có chỗ nào có thể quan sát vào bên trong được không. Anh đảo mắt quanh vườn, rồi nhặt đưa cho tôi một thanh sắt rỉ sét. Còn anh thì cầm một thanh củi có mấu ở đầu, rón rén đi về phía cái hẻm ở trái nhà. Không có anh Mậu bên cạnh, tôi càng run tợn. Thanh sắt trong tay không làm tôi vững tâm hơn chút nào. Tôi nhìn vào bậc cửa dẫn vào nhà, rồi lại nhìn ra cổng bên ngoài, thầm ước lượng khoảng cách giữa cánh cổng ngoài và chỗ tôi đứng. Tôi định bụng, có động tĩnh gì là tôi sẽ lao ù té ra cổng. Dĩ nhiên, tôi không bỏ bè bạn trong cơn hoạn nạn. Tôi sẽ la hét toáng lên để dân phố họ tới giải cứu cho chúng tôi. Nhưng anh Mậu đã quay lại. Anh để một ngón tay lên miệng, tay kia vẫy tôi. Đi theo tôi. Phía kia có cái cửa sổ, hơi cao, nhưng ta có thể trèo lên bậc tường nhìn vào. Tôi đi theo anh Mậu. Chúng tôi trèo lên bậc tường. Chân tay tôi lẩy bẩy nên anh Mậu phải đỡ tôi. Tiếng xì xào trong phòng nghe đã khá rõ. Tay vẫn cầm chặt vũ khí là thanh sắt và thanh củi. Chúng tôi từ từ nhô đầu lên khỏi thành cửa sổ. Tôi chỉ sợ có một cú nện thình lình giáng xuống đầu tôi. Nhưng không, gian phòng hiện ra trước mắt chúng tôi một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Chúng tôi thấy khoảng hơn 1 chục người ngồi dưới sàn nhà. Hầu hết đều là ông già, bà già, thiếu nữ. Họ đang cắm cúi cầm dao vót những que tăm tre dài. Bề bộn trước mặt họ là những bó tre, những đống tăm, thúng tăm đầy ắp. Thằng bé con anh Mậu ngồi đối diện ngay trước chúng tôi. Nó cũng đang cúi xuống vót rất nhanh. Trên tay nó là con dao mà lúc nãy chúng tôi thấy người đàn ông đã đưa cho nó. Luống cuống thế nào, tôi đánh rơi thanh sắt, đánh choang một cái. Những người trong nhà vụt ngẩng lên. Thấy chúng tôi, thằng con anh Mậu bổ chừng ra đằng sau, mặt tái mét. Nó kêu lên một tiếng sợ hãi và tuyệt vọng. Sau khi đã vào nhà tra xét thằng bé và hỏi han những người khác, anh Mậu cho tôi biết, thì ra sự việc hoàn toàn khác với những dự đoán của anh. Đây là một hợp tác xã sản xuất tăm. Từ 6 tháng nay, nghĩa là chỉ ít lâu sau khi thằng con anh Mậu lên ở với anh, chiều nào nó cũng tới làm ở đây. Mới đầu chỉ do tình cờ nó đi qua cái ngõ này và biết ở đây có một tổ hợp tác vót tăm. Nó lân la làm quen, rồi không hiểu bằng cách nào đã xin xỏ và được người ta nhận vào làm. Thằng bé vót rất nhanh, rất giỏi, năng suất cao hơn cả nhiều người lớn. Tổng cộng 6 tháng, nó đã làm được tới 200 đồng. Tất cả số tiền ấy, nó đã ra bưu điện gửi về quê cho mẹ và các chị nó, để mẹ và các chị nó đỡ vất vả. Nó giấu giếm anh Mậu vì sợ anh mắng và cấm đoán. Tất cả sự thể là như vậy. Anh Mậu bàng hoàng hỏi như quát vào mặt tôi. Thế là thế nào? Là thế nào? Nét mặt anh vừa ngơ ngác, vừa đau khổ, vừa tức tối. Còn tôi nhìn anh, tôi cũng không hiểu tại sao một nhà nghiên cứu xã hội học như anh, một con người tự cho rằng người vợ chân lấm tay bùn của mình không thể đủ trình độ để hiểu mình, một con người tự tin, quả quyết, đã từng soạn sách và đăng đàn nói chuyện, hiểu biết đủ thứ lý lẽ trên đời, lại có thể mù tịt, không hiểu tí gì về đứa con lên 9 tuổi, sống liền bên cạnh mình. Vừa rồi là truyện ngắn Anh Mậu của nhà văn Lưu Quang Vũ. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về truyện ngắn này. Quý vị và các bạn có thể thấy, nhà văn cố giữ một giọng kể khách quan. Nhân vật anh Mậu được khắc họa có phần quan liêu, giáo điều và khô cứng. Một con người bước ra từ nông thôn, học hành nơi thành phố, chỉ quẩn quanh với sách vở, với những công trình nghiên cứu. Sau 20 năm, quay ra chê bai vợ con, chê bai cuộc sống lạc hậu tăm tối nơi làng quê, tự cho mình là bậc trí thức và khinh khi vợ con chân lấm tay bùn, đầu óc quê cạch. Sự nhận thức có phần lệch lạc này càng được thể hiện rõ trong những tình tiết cư xử với cậu con trai, người mà anh ta dành tình cảm yêu thương, chăm lo và kỳ vọng nhất. Truyện ngắn mang tính luận đề khi tác giả chạm đến vấn đề giáo dục, phương pháp giáo dục con trẻ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ uốn rèn theo khuôn phép là cần thiết, nhưng chưa đủ với một đứa trẻ, mà cần hơn là sự thấu cảm, lắng nghe. Nhận thức của nhân vật anh Mậu khá cực đoan khi cho rằng chỉ ở với mình nó mới có điều kiện phát triển kiến thức, trí thông minh. Ở với mẹ, nó thu chột đi. Từ lúc nào, sách vở biến anh Mậu thành con người khô cứng, thiếu sự thông cảm, chia sẻ và trở nên ích kỷ, độc đoán. Ở anh ta không có sự nghĩ lại cho vợ và những đứa con. Anh ta áp dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc uốn rèn con, quan tâm đến tâm sinh lý và phương pháp giáo dục, nhưng dường như tất cả là mớ lý thuyết mà thiếu thực tế. Chi tiết cuối, đứa trẻ nói dối, đi học nhóm, thực chất tham gia hợp tác xã vót tăm để có thu nhập thêm, gửi tiền về cho mẹ và chị. Chi tiết có sức chấn động cảm xúc, cảnh báo về sự nhận thức sai lệch và cung cách cư xử của nhân vật anh Mậu với những người thân ruột thịt, biến trái tim thành khô lạnh, sắt đá, vô tình trở thành bạc bẽo khi đưa ra những cư xử thô lỗ, thiếu tình người. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do Tuyết Mai, biên tập viên VOV6, cùng các phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện. Đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.